Chiều 23 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Trần Bảo Thiện, sinh năm 1991, trú tại thành phố Bảo Lộc, cùng các đồng phạm về tội giết người và tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, tối ngày 7 tháng 12 năm 2021, tại khu quán ăn và trên đường Chu Văn An, phường 1, thành phố Bảo Lộc, trong lúc ăn uống, trao đổi giao lưu, thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa các nhóm. Đinh Trần Bảo Thiện cùng Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thế Hiệp, Trần Ngọc Hưng và Hoàng Minh Quyền, Đặng Ngọc Thái, Nguyễn Văn Mỹ và Đinh Văn Tuấn. Trong lúc hỗn chiến, Đinh Trần Bảo Thiện đã sử dụng rìu chặt, lưỡi sắt chém vào đầu Nguyễn Văn Mỹ và Đinh Văn Tuấn. Hậu quả khiến anh Đinh Văn Tuấn và Nguyễn Văn Mỹ bị thương. Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngoài ra, cáo trạng cũng chỉ rõ Trần Thế Hiệp, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Minh Quyền và Đặng Ngọc Thái đã cầm dao, gạch đá tham gia rượt đuổi, đánh nhau trong vụ việc, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tại phiên tòa, căn cứ vào các tình tiết của vụ án, xét thấy hành vi của Đinh Trần Bảo Thiện cùng các đồng phạm gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Vì các lẽ trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Đinh Trần Bảo Thiện 12 năm tù về tội giết người. Các bị cáo Đặng Ngọc Thái, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thế Hiệp nhận mức án 24 tháng tù. Hoàng Minh Quyền, Trần Ngọc Hưng nhận mức án 24 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.